Và bây giờ là chương trình nghệ thuật Linh Thiêng. Xem tí, xem mọi năm quay về nhà mà. Nội dung Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Để nó quay Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch kịch bản và phẩm đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Trần Bình. Tân thành tập thể công ty cổ phần tập đoàn Anh Sơn Văn hóa Nghệ thuật Kinh này Việt Nam. Kính thưa quý vị, chương trình nghệ thuật Linh Thiêng Tây Nguyên Tử gồm ba chương. Chương một với nhan đề Cội nguồn Thiền phái Trúc Lâm và con đường Hoàng Dương Phật Pháp. Chương 2 với nhan đề Bắc Giang điểm đến văn hóa lịch sử và du lịch. Chương 3 Bắc Giang tiềm năng tỏa sáng. Kính thưa quý vị, và bây giờ chương trình nghệ thuật Linh Thiêng Tây Nguyên Tử chính thức được bắt đầu. Nói lên đây không được. Không mấy hôm rồi. Hôm nay nó mới Linh Thiêng này. Hôm nay mới là ừ, hôm nay khai hồ Tây Nguyên Tử cháu ạ. À. Hoàng Thái tử Trần Khâm lên ngôi hoàng đế, hiệu là Trần Nhân Tông, là một người thông minh hiếu học, đặc biệt là ngài ham học thiền, nên mỗi khi nhàn rỗi, ngài mời các thiền khách để bàn giải về tâm tông, tham học thiền với tuệ trung thượng sĩ. Khi giặc Nguyên Mông sang xâm chiếm Đại Việt, đức vua Trần Nhân Tông gác nghịch tu học Phật pháp để lo giữ gìn xã tắc. Với tài mưu lược sáng suốt, đưa đạo vào đời, ngài đã áp dụng pháp lục hòa để gắn kết nhân dân thành một khối đại đoàn kết. Nhờ đó, ngài tạo nên sức mạnh toàn dân, giúp hai lần lãnh đạo quân dân Đại Việt.